chỉ trong một tích tắc thôi, bọn cá đã ăn mất cái bánh của chị rồi. Anh sang anh nói một câu đi, anh cứ đứng anh nhìn xong rồi á, rớt anh á chạy theo đều á. Đây xin miếng. Ôi ngon thế, ăn gì đây? Kẹo gì đây? Kẹo Nhật đây. Ôi ngon quá nhở. Ôi, chưa bán lại thơm. Chưa bao giờ thấy một chiếc bánh nào nó lại tròn mà mùi ngon. Mà sao? Ôi, cái bánh của chị. Trời. Chỉ trong một tích tắc thôi, bọn cá đã ăn mất cái bánh của chị rồi. Có cái gì ngon không các bạn đấy? Ủa? Cái gì vậy? Kẹo Nhật hoài. Có này đảm bảo tôi thích mê luôn. Ngồi đây. Nhưng mà cái bánh của chị buồn cá. Wow. Trời, sao lại có cái bánh dẻo gì mà hay thế này, kiểu dẻo à? Ô, chị xin lỗi, cho gì chị đã bóc của em rồi. Không em còn không? Đây, đây hai chị em nha. Em còn một cái nữa cơ, cái này là cái thứ hai, còn em của bạn. Thế à? Cái này thì cho ai? Cái này á? Ừ. Chị ăn thì lấy hai cái đi, cái này của em. Chị lấy nặng kiểu chị. Em ăn, chị bóc rồi nhá. Anh hả chị em. Ôi, cái kiểu này ngon thế. Chị chưa bao giờ được nhìn thấy một cái kẹo xoài nào mà nó to như thế này luôn ấy. Đảm bảo luôn nè. Kẹo xoài chỉ là nhỏ này, một kiểu này to này cơ mà. Nhưng mà chị mới nhìn thấy bánh lắm. Trời ơi, tôi coi chứ một cái quay ra các bạn cá đã ăn hết rồi, còn bánh của chị. Được rồi đây. Em cũng nào chị em lệnh chị không? Cái chị nghe thử sao không ăn không? Chị có được quá xài nè. Đúng là mất cái bánh này được bù lại món này ngon, cảm ơn chị nhá. Nhưng mà lần sau đừng quát chị nhá, em biết cửa chị bị giật mình mà đúng không? Không, em sợ chị không nghe được em phải quát nên. À, bởi vì lúc đấy chị đang mải còn thưởng thức cái kiểu cái này thơm mà, ngon thế. Ôi, chị chưa bao giờ được ăn cái kẹo làm mà ngon thế này đâu, càng xài là xài là ngon nhở. Ừ, con thử. Kẹo Nhật đấy ạ. Kẹo Nhật đúng rồi, ngon hết. Dạ, chú gái mới xài à. Ừ, đúng rồi. Chú mình phải gọi đá rồi. Sao anh cứ nhìn em á? Anh nhìn đâu? Sao anh buồn cười nhỉ? Cái anh hàng xóm này hay lắm nhá. Cứ lúc nào người ta có cái gì ăn rồi lại sao? Anh, mọi lần anh sang anh còn đúng lúc ăn đấy chứ, anh còn dình đâu. Nói một câu đi, anh cứ đứng anh nhìn xong rồi á, rớt anh á chạy theo đều á. Đây xin miếng. Ôi ngon thế, ăn gì đây? Kẹo gì đây? Kẹo Nhật đây. Ôi ngon quá nhở. Cảm ơn hai chị em nhé, tôi sớm về đây. Đâu, lần nào thấy luôn. Ê ôi, hình như anh nhắc camera để chị lên ký để tìm xem. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.